Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về Tăng Thầy Lợi nghe các bạn. Thì hôm nay Lợi trả lời một thắc mắc của bé Kim Chi Giang Hồ. Hỏi rằng một cái hình chữ nhật này có nửa chu vi, thì nửa chu vi này chính là chiều dài cộng chiều rộng đó các bạn, bằng 22 cm. Chiều dài hơn chiều rộng, vậy ta lấy thằng lớn là thằng dài nè, trừ đi thằng rộng nè, thằng bé nè, sẽ ra đúng cái số người ta cho, 6. Vậy đây là dạng gì ạ? À? Dấu cộng gọi là tổng, dấu trừ gọi là hiệu. Vậy đây gọi là dạng tổng hiệu, được chưa? Thì các bạn nhớ công thức dạng tổng hiệu. Thì chiều dài theo công thức chính là số hạng thứ nhất hoặc là số lớn sẽ bằng tổng cộng hiệu tất cả chia chi 2. Chiều rộng chính là số hạng thứ hai là tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2, được chưa? Khi đã có công thức rồi thì các bạn tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật. Chiều dài hình chữ nhật là tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Phép tính các bạn làm trong ngoặc và tớ phép. Phép chia 22 cộng 6 ra 20, 28. 28 mà chia 2 được 14 cm. Tiếp tục ta tính chiều rộng hình chữ nhật. Là khi chiều rộng hình chữ nhật, các bạn có thể tính công thức dựa vào công thức số hạng thứ hai, hoặc các bạn có thể lấy nửa chu vi, nửa chu vi trừ để chiều dài cũng được nha các bạn, ra 8 cm. Khi đã có chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính được diện tích của nó. Diện tích hình chữ nhật là cái diện tích hình chữ nhật sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng, ra kết quả bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn, và đáp số. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.